Vâng, chào toàn thể anh em đam mê PCP. Vẫn là em Dũng, bá PCP chuyên kẹo chì anh em nhé. Đấy, hôm nay em làm cái video này giới thiệu chuyên về hàng xuyên phá và hàng slug đấy, 5.5 và 5.52 cho anh em. Bởi vì rất nhiều anh em bảo là sao bán hàng mà lại không thấy quảng cáo cái mẫu kẹo đấy lên mấy. Bởi vì em chủ yếu là giới thiệu chuyên về cái hàng kẹo lớn, còn cỡ kiếp cái kẹo thì nhà em vẫn có đủ để phục vụ anh em. Chẳng qua là có những cái loại mà có cỡ đặc biệt thì là nó không có đủ các loại giá. Đấy, ví dụ như tính những cái cỡ 5.54, 5.56, 6.38, 6.40 thì nó chỉ có hàng chuẩn, hàng đắt thôi. Còn tính những cái mẫu hàng phổ thông như là 5.5, 5.52, 6.35 thì nhà em có rất nhiều loại từ 350 cho tới 6 cho tới 550. Đấy, 350, 400, 450, 500, 550 nhà em đều có để phục vụ anh em. Đấy. Trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em vẫn phải nói qua về cách thức giao dịch hàng của nhà em. Nhà em là ship hàng COD, nhận hàng thanh toán tiền. Còn anh em lưu ý là kẹo bên em mà không đồng kiểm anh em nhé. Đấy, anh em cảm thấy ok tin tưởng thì anh em gọi điện đặt mua hàng. Đấy, số điện thoại và Zalo nhà em là 0967827368, 0981739730. Cả hai số điện thoại này đều có Zalo trực 24/24, anh em có thể gọi điện trực tiếp nhé. Hoặc là kết bạn Zalo, anh em mới chơi có thể kết bạn Zalo em tư vấn. Đấy, hôm nay thì giới thiệu chuyên sâu và cho anh em cái mẫu kẹo xuyên phá và hàng slug. Đấy, hai cái mẫu kẹo này em duy nhất bây giờ chỉ có hàng 5.5 và hàng 5.52. Đấy, còn những cỡ khác thì nhà em chưa có để phục vụ anh em nhá. Hàng nói qua về hàng slug nó là khuôn nhập chỉ dây thì nó có giá là 500.000 một cân bao ship. Đấy, còn hàng xuyên phá nó là khuôn Việt Nam, chỉ Việt Nam nhưng mà độ chuẩn của nó cũng vẫn ok, có giá là 400.000 một cân bao ship anh em nhé. Đấy. Đầu tiên thì giới thiệu cho anh em cái hàng slug. Hàng slug này là hàng slug khuôn nhập anh em nhé. Độ chuẩn bao cho anh em lên tới 140 m. Nếu mà anh em bem cò 140, 150 anh em ăn thoải mái. Đấy. Riêng cò một viên là một con. Đấy, độ chuẩn của nó cực cao. Hàng này là hàng 27 gallon nhá anh em nhá. Đấy. Chỉ dây đóng máy anh em ạ. Riêng hàng khuôn nhập này thì không có chỉ lấu, chỉ lấu thì chỉ có hàng khuôn copy thôi. Đấy, còn hàng khuôn xịn, hàng khuôn nhập này là 100% là hàng chỉ dây. Đấy, nó có giá đắt hơn một chút là 500.000 một cân bao ship. Còn anh em muốn mua thử, mua lẻ về trải nghiệm thì em bán lẻ theo hộp, giá là 200.000 một hộp anh em nhá. 200.000 một hộp 3,4 lạng. Đấy. 3,4 lạng là giá là 200.000 một hộp. Đấy, anh em có thể mua kèm theo cả đạn lấm. Đấy, mua kèm theo kẹo lấm. Ví dụ như một cân kẹo lấm thì nó có 3 hộp thì anh em có thể lấy 2 hộp kẹo lấm và một hộp kẹo slug hoặc là một hộp kẹo xuyên phá đều được nhá. Anh em có thể mua kèm vào em vẫn hỗ trợ gửi cho anh em. Đấy, một cân anh em có thể lấy 2 loại vẫn ok. Đấy. Còn đây là hàng xuyên phá. Hàng xuyên phá, hàng này là 400.000 một cân bao ship anh em nhá. Hàng này thì bao cho anh em tầm 80 m. Đấy, bao 80 m. Hàng xuyên phá, hàng đều đẹp, không bao vía, váy đều. Hàng này độ chuẩn cũng rất tốt. Đấy, nó vẫn, hàng này thì nó kém hơn hàng slug anh em nhé. Thứ nhất là nó là chỉ lấu. Thứ hai nữa là nó là khuôn lội, nên là chất lượng nó hơi kém hơn. Đấy, hàng này giá chỉ có 400.000 một cân thôi. Đấy, nên là anh em cân đối, anh em cảm thấy cái mẫu nào nó phù hợp với mục đích sử dụng của mình thì anh em mua. Còn kẹo lấm thì ngày nào em cũng giới thiệu rồi thì chắc là anh em cũng lắm được nhá. Rồi ok, chào anh em.